trên bao những thông tin trên nhau đi một hàng. Người đàn bà hờ hàng xong đến chuyện người thì nơ nàng, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn xa. Cậu ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xì càng đan khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên bao hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói còn cao, ba hoa lời ra lời vào một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bàn tin có lẽ anh hơi ngây ngô, chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trơn trượt vào trong trí óc, về một thế giới như mơ như thơ, nhưng đi kèm đôi thật bất ngờ. Chào. Chị cần gì ở đây? Tôi muốn đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây. Tôi muốn đẹp xuất sắc thì nhìn vào đây. Không có gì thì mình sẽ mua đây. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào, họ thì thầm về tôi. Tôi muốn họ thì thầm về tôi. Mơ ước một cuộc đời như tôi, đêm gối đầu để nằm mơ vội tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cả với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này và chị ngã xuống đây. Cứ dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cào, bao hoa lời ra lời vào một ngày mới nhốn nhau, nhốn nhau, nhốn nhau. Trong trí óc về một thế giới như mơ như thơ, như lúc em bội thật bất ngờ. Ôi từng ngày từng ngày ôi từng ngày từng ngày Cảm ơn các nghệ sĩ hỗ trợ. Xin cảm ơn Dương Hoàng Yến.